Ok, xin chào các bác nhé. Như các bác thấy thì hôm nay em về được khá nhiều đồ và tổng cộng thì đây em về được 5 kiện, tức là tương ứng là 5 shop khác nhau đấy. Thì hôm nay em gửi đồ dồn về một đơn thì khá nhiều, cho nên em sẽ làm cái video để mở hộp cho các bác xem. Thì cái đợt này của em là 5 đồ thì hầu như đều là phụ kiện Apple. Thì như các bác biết thì ngoài em bán laptop xách tay Mỹ ra thì em có bán thêm một số các phụ kiện của Apple. Bây giờ em sẽ mở từng cái cho các bác xem nhé. Thì như các bác thấy, đầu tiên em sẽ mở cái này đi. Cái này nó là một củ sạc, em sẽ mở ra nhé. Đây các bác ạ, đây là một củ sạc Massive 2 85W đúng không ạ. Cái này là hàng chính hãng các bác nhé, hàng cũ second hand. Đây 85W, ok đúng không ạ. Cái này thì em tí em sẽ test sau. Thì ở đây có cái thông tin của eBay đây đúng không ạ. Thì em sẽ mở cái này đi. Đây là một chiếc Apple TV các bác ạ. Apple TV Gen 3. Đây có đầy đủ rồi. Điều khiển này, sạc đúng không ạ? Adapter và sạc. Này em sẽ test sau nhé. Tiếp theo em sẽ mở cái này đi. Khá là nặng. Đây, như các bác thấy ấy, đây là những cái chiếc gọi là Apple WiFi đúng không ạ. Đợt này em nhập về nó có Gen 4 và Gen 5 đây ạ. Ba chiếc Apple ấy. Đây, có đủ sạc theo máy luôn các bác ạ. Sẽ mở cái này. Đây là một chiếc bảng phím Bluetooth các bác nhé. Có thông tin của đơn hàng đúng không ạ. Đây ạ, chiếc bàn phím cũng là hàng cũ thôi nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp. Nó là full box luôn các bác nhé. Đây còn nguyên siêu luôn đấy ạ. Nguyên siêu luôn. Như mới luôn các bác ạ, đầy đủ hộp sách nhé. Với tất cả những cái sản phẩm bên em bán ấy thì em cam kết luôn là 100% là đều được nhập từ Mỹ các bác nhé. Có thể là mua mới, mua hàng second hand hoặc là em đấu giá ở trên các sàn thương mại từ eBay hoặc là Amazon ạ. Okay, đây là chiếc hộp cuối cùng rồi. Và đây nó là một cái chiếc hộp gồm 6 sạc của Mamini. Đây, đều có thông tin đơn hàng đúng không ạ? Thì
thì đợt này em nhập là đều là hàng từ eBay hết. Đây là chủ shop ạ. Đây, đây chính là những cái dây sạc này, 3 cái này, 4 cái, 5 cái, 6 cái này. Vậy đủ rồi đúng không ạ? Đây là 6 dây sạc này. Còn đây là những cái adapter dùng cho Mac Mini các bác nhé. 110W ạ. Đây đều là những củ sạc chính hãng cả. Cái shop này em đã mua hàng ở trên eBay rất là nhiều rồi. Đây là shop quen của em và rất là uy tín. Đây, đầy đủ luôn cả dây, cả adapter luôn. Thì cái thùng này sẽ gồm 6 chiếc. 6 chiếc sạc luôn. Và đóng gói khá là cẩn thận. Đây, sạc có về cơ bản thì cũng có xước đấy, nhưng mà nó chỉ là xước răm thôi, khá là mới. Nếu mà các bác mà đang dùng sạc mini dùng Mac mini mà bị thiếu sạc hoặc là mất sạc, bác liên hệ với em nhé. Đây, bên em là hàng chính hãng hết luôn ạ. Rất là mới. Mới thôi chứ không phải hàng mới các bác nhé. Đây là hàng second hand nhưng mà nó rất là mới đấy ạ. Thì tất cả những phụ kiện này bên em sẽ test cẩn thận cho các bác và đều được bảo hành 3 tháng cho các bác luôn nhé. Các bác cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Đó, vậy là em đã mở hộp xong 5 kiện ngày hôm nay, khá là nhiều và hầu như đều là kiện Apple hết. Nếu như các bác cần tư vấn, các bác cần mua hàng gì thì liên hệ với em nhé. Xin chào các bác ạ.